Chào bạn, và tay là một trong những bộ phận trên cơ thể của chúng ta, hay còn gọi là ngôn ngữ hình thể mà chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều khi mà chúng ta giao tiếp và thuyết trình. Vậy thì khi mà các bạn thuyết trình, chúng ta sẽ di chuyển nó như thế nào? Thì tôi đã có rất nhiều những video để hướng dẫn các bạn điều này rồi. Còn hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta có thể có được một cái bài tập để thực hành cái cách luyện tập tay, làm sao cho nó dễ dàng để ứng dụng nó trong việc chúng ta thuyết trình trước đám đông nhé. Tôi sẽ quay trở lại câu chuyện, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái tư thế để tay đã. Thì sau đó tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta có thể luyện tập từng một cái tư thế đó như thế nào cho nó hợp lý nhất. Tay các bạn đưa lên ạ, hãy khít vào tay như thế này. Đó, khít vào nhé. Ngón tay cái các bạn chỉ cách ngón tiếp theo khoảng tầm độ 45 độ thôi, không cần phải căng 90 độ thế này đâu, các bạn nhớ nhé. Đó, các bạn khít tay cho mình ạ. Các bạn đưa vào. Động tác đầu tiên này, các bạn thuyết trình, các bạn đưa. Các bạn đưa ra đưa vào thôi, đúng không ạ? Thì đây gọi là tư thế để đầu tiên. Rồi, tư thế thứ hai, các bạn sẽ khít vào nhau và các bạn sẽ nghiêng đầu ngón tay xuống dưới tầm độ 45 độ, chứ không để thẳng như thế này, mà các bạn sẽ khít xuống để xuống. Các bạn mở ra, mở vào, mở ra, mở vào. Động tác thứ ba này các bạn nhìn nhé. Đó là chúng ta sẽ cùng nhau ôm khờ, nắm đấm lại, ôm khờ một chút nhẹ nhàng, mở ra, mở vào, mở ra, mở vào. Động tác thứ tư này, các bạn có thể đan tay nhau một cách rất là nhẹ nhàng như thế này. Mở ra và đan tay lại, được chưa? Động tác thứ năm, các bạn có thể ôm khờ nhẹ nhàng. Đó, ôm khờ nhẹ nhàng, di chuyển hai tay. Thì đây là năm cái tư thế để bạn có thể để cái tay của mình khi mà chúng ta di chuyển xong, đúng không ạ? Thứ nhất này, các bạn hãy sử dụng cho mình một cái bài nói nào đó ngắn gọn đơn giản thôi. Có thể là một bài giới thiệu về bản thân. Nhiệm vụ của bạn là chúng ta hãy tập từng một cái cách một cách là thuần thục và tạo thành một thói quen đi. Chứ đừng có đùng một cái các bạn có thể tập một phát tất cả luôn được đâu. Thưa các bạn, rất là khó, nhớ nhá. Hãy tập thế này này. Xin chào các bạn, và tôi xin được giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Minh và hiện tại đang là chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ, giao tiếp và thuyết trình. Ngày hôm nay rất là vui được có mặt tại đây để giao lưu và chia sẻ với các bạn về một chủ đề nào đó, đúng không ạ? Tức là các bạn cứ mở ra mở vào, mở ra mở vào một động tác thôi, cho đến khi nào bạn thuần thục nó thì thôi. Thì sau đó bạn tiếp tục bạn đổi động tác thứ hai, đúng không ạ? Xin chào các bạn, và tôi là Nguyễn Văn Minh và hiện tại đang là chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ và giao tiếp và thuyết trình. Ngày hôm nay rất vui được có mặt tại đây để có thể giới thiệu cho các bạn về một chuyên đề rất đặc biệt. Đó, cứ như vậy thôi, các bạn thay đổi cho mình động tác. Đúng không ạ? Thay đổi động tác cho mình cứ như vậy thôi. Và sau đó các bạn đến một bước thứ hai, là cái bước chúng ta sẽ cần phải kết hợp các động tác lại. Tôi lấy ví dụ nha. Xin chào các bạn, và tôi là Nguyễn Văn Minh và hiện tại đang là chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ và giao tiếp và thuyết trình. Ngày hôm nay rất là vui được có mặt tại đây để có thể giới thiệu cho các bạn về một chuyên đề. Đó, tức là các bạn sẽ đan xen các động tác khác nhau. Đó, tập như vậy cho nó quen. Và đây mới chỉ là tư thế di chuyển cơ bản thôi. Còn bây giờ này sẽ còn một vài động tác tiếp theo. Đó là động tác mở nhẹ nhàng, thu về, mở nhẹ nhàng, thu về, mở nhẹ nhàng, thu về. Được chưa các bạn nhé? Mở hai tay này, thu về, mở một tay, thu về, mở một tay, thu về. Và khi tay này của bạn di chuyển thì tay còn lại các bạn sẽ ôm khờ nhẹ nhàng thế này, đúng không ạ? Nhớ thả lỏng tay nhé. Đó, di chuyển nhẹ nhàng cho mình, ok chưa? Và các bạn mở ra nhẹ nhàng, chúng ta úp nhẹ nhàng, úp nhẹ nhàng, hoặc là chúng ta động tác chặt nhẹ một cái này, chặt nhẹ một cái, chặt nhẹ một cái, có thể chặt song song hai tay hoặc là chặt một tay hai bên, được chưa? Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau thử kết hợp nhé. Xin chào các bạn, và tôi là Nguyễn Văn Minh, mình hiện tại đang là chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ, giao tiếp và thuyết trình. Ngày hôm nay rất vui được có mặt tại đây để có thể giới thiệu cho các bạn về một trong những nội dung rất quan trọng trong việc thuyết trình. Đó chính là nghệ thuật để chúng ta có thể diễn đạt cái ngôn ngữ hình thể của mình một cách là tốt nhất và chuyên nghiệp nhất. Đó, tức là các bạn sẽ chặt tay nhẹ nhàng của mình. Chặt tay nhẹ nhàng. Nhớ nhá, hãy chuẩn bị cho mình một bài nói, và đơn giản nhất là chuẩn bị cho mình một gì ạ? Một cái bài giới thiệu về bản thân, và dùng nó các bạn sẽ di chuyển tay thật đúng những gì mà tôi hướng dẫn. Thì tôi tin rằng là bạn sẽ có được cái sự thay đổi rất là nhiều. Và bên cạnh đó nha, tất cả cái câu từ các bạn nhấn nhá, các bạn dừng, thì khi các bạn giọng các bạn nói đến đâu các bạn dừng đến đấy, thì tay các bạn cũng sẽ dừng theo nhá. Hãy nhớ, tay cũng sẽ dừng theo khi mà các bạn nhấn nhá hoặc khi mà các bạn dừng lại. Thì nó sẽ làm cho cái câu từ và hình ảnh các bạn nó có ngữ điệu và có sự ăn khớp giữa lời nói, ngôn từ và cử chỉ tay chân của bạn. Tôi lấy ví dụ này. Xin chào các bạn, và tôi rất là vui được có mặt tại đây để có thể giới thiệu cho các bạn về một chủ đề. Về một chủ đề. Tôi nói đến từ đề là tôi dừng lại thì tay cũng dừng lại. Và nhớ các bạn nhớ chặt nhẹ nhàng thôi,
và tay các bạn nhá. Chúng ta di chuyển trong phạm vi gần thôi, chứ không có khua múa quá nhiều thế này, nó rất thiếu chuyên nghiệp. Và thưa các bạn, đây là những bí quyết mà tôi chia sẻ từ chính kinh nghiệm của mình. Và nếu như bạn thấy rằng video này thực sự có giá trị, hãy nhớ nhé, comment một điều gì đó về dưới và chúng ta cùng nhau chờ đợi các video tiếp theo ạ.